Chiều ngày 29 tháng 10, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tổ chức hội nghị thảo luận bỏ phiếu xét công nhận các xã đợt 1 năm 2020. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nông thôn mới nâng cao chủ trì hội nghị. Đợt 1 năm 2020, Đoàn thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tiến hành thẩm định cho 13 xã nông thôn mới nâng cao, gồm xã Nhật Tân và xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, xã Tân Quang Đình Dù, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, xã Xuân Quan Cửu Cao Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, xã Tiên Tiến Tam Đa, huyện Phù Cử, xã Phú Thịnh Ngọc Thanh Hiệp Cường, huyện Kim Động. Kết quả, cả 13 xã nông thôn mới nâng cao đều đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và không có nợ động xây dựng cơ bản. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 13 xã. Kết quả, 100% số phiếu đồng ý đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 13 xã của 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử đánh giá cao vai trò của hội đồng thẩm định cùng các thành viên trong việc giám sát, hướng dẫn các địa phương về đích chương trình nông thôn mới nâng cao. Đồng chí cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong việc hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào tiêu chí môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.